tiếp tục theo chân các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau trận hòa với đội tuyển Thái Lan, U23 Hàn Quốc sẽ là đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nhận định về cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, Trang Cho Sunibo nhấn mạnh, mục tiêu của U23 Hàn Quốc là giành chiến thắng để sớm giành vé vào vòng knock out. Tuy nhiên, trang tin này cho rằng trận đấu tới sẽ không dễ dàng với huấn luyện viên Wang Sun-hong, bởi đối thủ của ông là chiến lược gia đồng hương Gong Okyun. Trang cho Inbo viết, cuộc đối đầu giữa hai huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc chắc chắn rất hấp dẫn. Hơn nữa U23 Việt Nam vừa giành được chức vô địch SEA Games 31. Điều này khiến trận đấu càng đáng xem. Sau SEA Games, ông Gong Okion thay thế ông Park Hang-seo ở vị trí huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam, nhưng sức hút và mục tiêu của đội bóng này không thay đổi. Các viết Brand của Chang Kelek United cũng chung nhận định rằng U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trước Việt Nam, bất chấp với việc họ mới đánh bại U23 Malaysia tỷ số 4-1 ở trận gia quân. Branko Belen nhận định đây sẽ là thử thách khó khăn cho U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam đã có bàn thắng với lưới Thái Lan ngay từ những giây đầu tiên. Họ có thể gây bất ngờ ngay đầu trận trước các nhà đưa kim vô địch. Nếu điều đó xảy ra, trận đấu có thể đi theo hướng hoàn toàn khác. Cả hai đội sẽ phải tập trung tối đa ở trận tới. Trong giai đoạn vòng loại U23 châu Á diễn ra cuối năm ngoái, U23 Hàn Quốc toàn thắng và ghi đến 14 bàn chỉ sau 3 trận đấu với các đối thủ U23 Philippines, U23 Đông Timor và U23 Singapore. Ở vòng loại, U23 Việt Nam vận hành sơ đồ 433. Trong trận đấu đầu tiên ở bảng C, U23 châu Á trên đất Uzbekistan, huấn luyện viên Wang Sung Hong đưa ra sự thay đổi với 4141. Đội hình mới này mang đến sự đa dạng cho Tenguk Warriors trong cách vận hành lối chơi, đặc biệt là khi tấn công. Trong cách bố trí của ông Wang Sung Hong, Wan Hiếu Kyu đã thấp nhất hàng tiền vệ và đóng vai trò thu hồi bóng. Li Kangin, cầu thủ đang thi đấu ở Tây Ban Nha và nằm trong đội hình vô địch U23 châu Á 2 năm trước, có nhiệm vụ triển khai các tình huống tấn công trung lộ. Khi U23 Hàn Quốc tấn công, hai cầu thủ đá cánh, ông Ji Sung và trông Sang Bin dâng lên nhanh để gây áp lực cho đối phương. Lúc này họ chuyển sang 4-3-3, đồng thời hai hậu vệ biên Kim Tae won và Lee Kyu Hyuk cũng vượt qua vạch giữa sân. Trong trận thắng U23 Malaysia 4-1, Hàn Quốc được ví von đá tiki-taka kiểu Barcelona thời đỉnh cao với Pep Guardiola nhờ sự linh hoạt trong di chuyển và đa dạng với các đường truyền. Một trong những điểm nhấn ít nhất là trong trận gia quân với Malaysia nằm ở vai trò của Lee Sang-min, một trung vệ mới được phát hiện của U23 Hàn Quốc nhưng rất giỏi về khâu triển khai bóng từ sau. Lee Sang-min thực hiện 86 đường truyền trong trận thắng U23 Malaysia nhiều hơn bất kỳ ai. Chỉ 5 trong số này là những đường truyền về, còn lại đều khởi nguồn cho các tình huống tấn công của U23 Hàn Quốc. Khả năng xuất xa là điểm mạnh khác của U23 Hàn Quốc. Yong Ji Sung có những tình huống di chuyển từ cánh phải và trung lộ rồi rất điểm nguy hiểm. Hậu vệ phải Kim Tae Won ghi bàn từ một pha xâm nhập vào giữa rồi sút xa. Lee Kang In và tiền vệ phòng ngự Quân Hiếu cũng có những cú sút ngoài phòng cấm rất nguy hiểm. Thử thách cực đại đang chờ thầy trò luyện viên Gong Okian, người có nhiều hiểu biết về bóng đá trẻ Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng cuộc đối đầu giữa hai vị huấn luyện viên đồng hương Wang Sung Hong và Gong Okian sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.